Hôm nay là ngày mùng 3 Tết, trước cửa nhà mình học trò đến thăm nhà cô giáo. Chị mình là giáo viên nên là bây giờ có rất là nhiều học sinh đang ở dưới nhà. Cô lì xì cho con nha Thịnh. Đã làm mới được giỏi nha. Rồi, cộng nhân nè, con ngồi ha. Rồi, làm sao tới là vẫn nhận tiền lì xì nhưng mà không mua quà nữa nha, còn đi học. Mấy em là học trò cũ của cô hay là học trò đang học? Học trò cũ. Học trò cũ, vậy là rất là quý luôn rồi. Này là Chí Bảo, này là Dân, Ngũ Dân, này là Cô Thịnh, này là Thân Hải, này là Đạt, Tấn Đạt. À, mấy em ra trường bao lâu rồi? Nó ra trường lâu rồi. À, bây giờ là đang học đại học hả? À? Vậy là tuổi này là tuổi 19 phải không? Dạ. À, tuổi 19 đôi mươi. Dạ hồi xưa la dữ lắm mà giờ về thăm á hả? Con này em la là ngày bé này nó hiền nè, la nó nè. Đứa nào cũng hiền hết trơn. Chỉ là con chỉ là lười học bài thôi, chứ con là ngoan, không có quậy. Con này là bị bắt thường xuyên đứng hành lang. Bị con bắt thường xuyên đứng hành lang không? Trong giờ Văn mới xử cho học. Cuối cùng Văn cũng thuộc, xử cũng thuộc luôn. Thành hai môn công điểm luôn. Hai môn công điểm. Ghệ luôn. Ủa cái vụ đi thăm Tết mà có kể vụ lịch sử cũ cũ mà điểm thấp nữa hả ta? Như vậy mà vẫn về thăm cô, nghĩa là trong cái sự rầy la đó có cái sự lo lắng quan tâm đúng không? Nhớ bé này con là gì nhất nha, con nhớ con Đạt. Không có lần cô gì cô tẩy con một cái bản gì cô nhìn con, nói con có làm cô đừng nhìn con nữa. Con làm thì đúng. Con đâu có làm cô đừng nhìn con nữa. Hôm nay là mấy em đi thăm được nhiều thầy cô chưa? Vậy luôn á, tại vì cô la quá giờ phải về thăm, nếu mà không thăm cô la nữa phải không? Con nhớ ví dụ gì không? Cô bắn dốt mẹ con chịu con chơi game lắm á. Kỳ quá, hôm nay nhắc lại chuyện xưa kỳ quá. Thôi về đứng thành hết rồi. Dạ không, nhưng mà bây giờ mấy em đi lên học đại học rồi thì hình như là không còn có sự bận tâm như vậy nữa phải không? Dạ. À, từ bây giờ là phải tự lo thân hết rồi, đâu còn ai la nữa. Thì chỉ có giáo viên cấp 3, cấp 2 người ta mới la mình thôi. Con trả lời được chơi, không đi, mà sẽ đi ra cũng tiện. Hôm này lâu lâu được nghỉ học rồi, đi trốn học cái gì đúng không, đi chơi. Dạ, nói cái học của chị là bạn này vũ không nè cô? Chắc kiểu này chắc phải zoom cái mặt bạn này là to to lên tí xíu. Cô cũng nhớ cái kỳ mà mình đem trước chồng cờ không con? Này, này, bạn này đâu ngủ đi hả? Ờ, cũng có. Có bạn. Tôi à, tôi à. Tự nhiên đang chung với bạn. Tôi bị kéo theo nè, có ăn uống gì đâu. Tại vì con chạy vô con thì con đứng xong cái... Vậy là này nhiều vụ lắm nè. Không biết gì luôn. Vô kiên cư tô. Mới được cái tô ra chưa kịp ăn. Nhiều sức khỏe để sống không dễ gặp con cháu. Nắng cả sống lâu. Dạ. Vậy con chúc bà nội đi. Chúc bà nội trẻ. Mạnh khỏe. Vui vẻ. Sao? Anh ơi em nói em anh nghe nè. Nói gì con? Nói đi, nói cho anh nghe đi. Nói gì?
Nói anh, cho cô ba nghe coi. Em nói anh nghe nè. Nói sao? Nói sao? Cỡ. Đẹp trai thấy sợ luôn. Này là đẹp trai không tì vết gì luôn nè. Chỗ nào cũng đẹp hết trơn á. Ừ, hoàn hảo quá luôn. Trai mà cặp mắt thôi quá. À, chân mày cũng đẹp, mũi, môi, mắt, cái gì cũng đẹp hết. Trời ơi. Sướng không? Có được nè, cô sướng. Sao mà ai gặp con cũng nói con đẹp trai lắm. Kỳ đẹp thiệt, không đẹp thiệt. Đó trai phải làm sao? Kiểu này. Trai là phải ngoan chứ. Trai là phải hiền, không có quậy. Ủa, Xuân Hương đẹp ai cũng đẹp. Xuân Hương được khen đẹp trai mà. Sao? Xuân Hương là người Hàn Quốc. Chưa còn chịu ngủ chưa nữa. Tại vì Xuân Hương là người Hàn Quốc. Nó cô biết nó đẹp tiếng Hàn Quốc mà. Hả? Nó nói thử con coi con biết không nói. Con biết không? Nó nói tiếng Hàn Quốc cho bà nội nghe coi. Mẹ chưa có nghe con kể là hồi lúc á cũng đâu 11 giờ đêm mà cái bữa đó ảnh sai cái gì đó. Mà con nói là bây giờ con đòi to bữa là nói gì, nó lỗi gì với cha, nó không hiểu tới xin lỗi. Cái chuyện học la với lại nó biết nói tiếng Việt, nó học trường. Hợp lý chứ. Hợp lý. Dạ, lý lẽ lắm. Nói nghĩ đầu lắm. Đây là lý lẽ hơn ai anh đó à. Lý sợ lắm á. Bởi anh ba thì ít. Anh ba đồng. Anh này anh lý lẽ nhiều quá. Anh ba thấy mệt. À, với lại Út mà Út anh hết anh ba quá mà. Nói chung là ba anh em đẹp đều hết, mỗi người có cái nét đẹp khác nha ha. Mùng ba là các cô Mỹ Linh nha, với lại chú Tám ghé thăm. Đã mặc đồ cam cam rồi, đẹp ghê. Ba rửa dậy đi xuống giường. Xuống giường làm gì mà xuống giường ơi, xong rồi về.